Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 11 tháng 5 năm 2023. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có những cái mặt hàng lan đẹp, những cây lan đang nụ ạ, những cái giò lan thuần rất là tuyệt vời luôn, để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn ạ. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mình phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Do em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển nhé. Khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng ạ. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở là gì em đang có ạ. Đầu tiên ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan hài gấm ạ. Mỗi dòng lan dễ hài, hài dễ thuần, dễ chăm ạ. Và rất là sai bông. Cái dòng lan hài gấm này em bán với giá chỉ có 130.000 trong 1 kg thôi. Thì thực sự là cái dòng lan hài gấm ấy thì khá năm nay khá là ít hàng cô chú anh chị ạ. Thỉnh thoảng thì em mới có được một cái lô hài gấm về thôi ạ. Với 130.000 trong 1 kg thì cô chú anh chị lấy khoảng tầm nửa kg. Thoải mái cô chú anh chị ghép rất là nhiều giò hài đẹp rồi. Hoặc cô chú anh chị mình có thể mua theo phần cho em ạ. Ví dụ như ở đây ạ, mỗi một phần em sẽ bán là 50.000 cô chú anh chị nhé. À, phần này em gọi là phần số 1 này. Phần số 1 này nguyên 3 dề như vậy luôn. Cô chú anh chị có thể làm 3 chậu ạ. Phần số 2 ạ và phần số 3 này. Phần số 3 thì em có cũng là nguyên 1 dề to bự luôn. Đó. Mỗi một phần như vậy em bán với giá là 50.000. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan trầm tím, phải nói là siêu VIP và siêu nụ luôn ạ. Nếu như cô chú anh chị nào mà có ý định trồng những cây trầm tuyệt vời, đẹp như thế này ạ, những cây trầm rừng cô chú anh chị nhé, nụ hoa đẹp tuyệt vời và mầm gốc xanh mơn mởn như thế này, về thưởng thức hoa cũng như là chăm sóc cây trầm cho mùa này thì đây là một cái thời gian quá là đẹp trong năm ạ. Đấy ạ, mầm xanh tươi mơn mởn như vậy em bán với giá là 480.000 cho 1 kg. Và những cái bông hoa trầm hiện tại đang bắt đầu mới trúng chím nở thôi, nên là về cô chú anh chị thoải mái thưởng thức những bông hoa trầm thơm ngát ạ. Những cây lan trầm rừng đẹp xuất sắc như thế này cô chú anh chị nhé, 480.000 cho 1 kg. Và em sẽ bán từ 0,2 kg. Cô chú anh chị có thể nhìn cho em ạ, một lô này là 0,2 kg. Đấy, nhiều cô chú anh chị thì cũng không tưởng tượng được là mình muốn lấy khoảng 0,2, 0,3 thì được lượng bao nhiêu. Đây em đang chia ra 0,2, cô chú anh chị có thể được một lượng trầm và một cái giò trầm rất là đẹp như thế này mà chưa đến 100.000. Và lô bên này sẽ là 0,3 kg. Đấy thì tùy cô chú anh chị mình muốn lấy bao nhiêu, 0,2, 0,3 thì tùy cô chú anh chị, em có thể sẽ cân cho cô chú anh chị những cái cây lan trầm đẹp để cô chú anh chị có những cái giò lan trầm rất là xinh với những cái giá mà chưa đến 100.000 cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan kiếm tiên vũ ạ. Dòng kiếm tiên vũ vùng rừng Tây Ninh ạ. Em bán với giá chỉ có 50.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Và đùi gà tròn của vùng Cao Bằng ạ, chưa bao giờ rẻ đến vậy luôn cô chú anh chị ạ. Bình thường giá từ 190 cho đến 200 trở lên ạ. Ở đây cô chú anh chị cùng nhìn cho em ạ. Cái mặt bông của gà tròn vùng Cao Bằng thân như là gà dẹt, nhưng mà khi nở hoa thì mắt nhung đen rất là tuyệt vời. Mặc dù cái bông hoa này nở nó không có được trọn vẹn, đẹp trọn vẹn, nhưng cô chú anh chị cũng có thể thấy cái vẻ xinh đẹp của nó ạ. Hiện tại thì cây đang bắt đầu là chuẩn bị lên mầm gốc mới này cô chú anh chị này. Một cây lan dễ trồng, dễ chăm ở tất cả mọi vùng miền, chịu nắng, chịu khô rất là tốt ạ. Em bán với giá chỉ có 160 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Giá chưa bao giờ rẻ đến vậy luôn ạ. Em có 3 lô hoàng thảo môi tua này. Cái hàng này thì chuẩn bị đến mùa hoa rồi ạ. Lô này em gọi là lô số 1 35.000, lô số 2 nguyên 1 dề 40.000 và lô số 3 rất nhiều luôn. Em bán 60.000. Đó, lô này cô chú anh chị phải làm được ít nhất là 2 giò. Và tiếp sang bên này đây ạ là những cây lan hồ điệp rất là đẹp luôn ạ. Những cây lan hồ điệp thời điểm bây giờ mỗi một cây đang cho mình hai cái vòi hoa, để về cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa luôn như thế này cô chú anh chị nhé. Mỗi một cây sẽ có hai cần hoa. Và cô chú anh chị nhìn thì biết rồi này, một cái cây hồ điệp mà cô chú anh chị đã từng chơi hồ điệp, dòng hoa mà người ta thường bán vào những cái ngày Tết này, thì dòng hồ điệp thì độ bền của hoa phải tầm trên 2 tháng ạ. Thì ở đây em có mỗi một chậu có hai ngồng hoa như vậy, với giá em bán chỉ có 50.000 cho một cây thôi cô chú anh chị nhé.
50.000 cho một cây thôi, cô chú anh chị sẽ về thưởng thức hoa trong một thời gian rất là dài. Ngoài ra cô chú anh chị có một cái cây lan hồ điệp để trồng và chăm sóc đẹp. Và ở đây thì em có 3 màu sắc để cô chú anh chị có thể lựa chọn, đó là màu vàng kẻ cô chú anh chị này. Với một cây hồ điệp như vậy thôi, khi mà cô chú anh chị lên chậu trưng trong phòng khách hay bàn làm việc cũng tạo ra một cái không gian vô cùng xinh đẹp rồi đúng không ạ? Màu thứ hai là màu gấu mèo ạ, là cái màu sắc hoa cánh đỏ, đỏ kẻ đấy ạ. Và màu thứ ba sẽ là màu hồng tiểu mai cô chú anh chị nhé. Hồng tiểu mai rất là đẹp như thế này. Mỗi một cái mặt bông có một cái vẻ đẹp riêng ạ, rất là xinh đẹp như vậy. Giá cho một chậu chỉ có 50.000 thôi ạ. Sang bên này đây là những cây chậu địa lan quân tử cô chú anh chị nhé. Những cây địa lan quân tử, một cái cây mà hàng lá nhăn và lá tròn vo, rất là nhiều cặp lá đẹp như thế này. Đây là những cái một số cái lá chân thì nó có thể là bị vàng này. Những cây quân tử, cái lá tròn vo và nhiều cặp lá đẹp như vậy đấy ạ. Một cây địa lan quân tử như vậy thì em chỉ bán với giá có 70.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. Một cây địa lan quân tử vừa tạo cái vẻ đẹp, trồng thường là cây địa lan quân tử người ta sẽ trồng trong nhà, vừa tạo cái không gian xanh và đẹp cho gia đình ạ. Thì ngoài ra thì nó mang một cái tác dụng vô cùng tuyệt vời luôn, đó là nó có thể giúp mình loại bỏ những chất khí độc hại trong không khí ạ, và loại bỏ ngay cả những cái tia sóng từ điện thoại hay từ tivi cô chú anh chị nhé. Mà cây lan này sống vô cùng là khỏe luôn ạ, nên là em nghĩ rằng đây là những cây lan mà phải nói là rất là đáng có cho mỗi gia đình. Rất là đáng có bởi vì nó vừa tạo cái vẻ đẹp mà lại tạo ra một cái không khí thực sự rất là trong lành cho mỗi thành viên trong gia đình của mình đấy ạ. Cho những người mà sống trong cái không gian đó ạ. Có 70.000 thôi cô chú anh chị nhé. Thực sự nó rất là đẹp. Sang bên này đây thì em có những giò trầm trắng này cô chú anh chị. Những giò trầm trắng rất là nhiều thân ạ. Và dòng trầm trắng hay là trầm rồng đỏ thì mỗi một cây nó đều có một cái vẻ đẹp riêng. Trầm trắng mang vẻ đẹp thanh khiết và cực kỳ là thơm ạ. Một cái chậu trầm trắng như vậy thì em chỉ bán với giá có 100.000 thôi cô chú anh chị nhé. Tiếp sang bên này đây ạ, thì em có dòng lan quân tử. Cô chú anh chị cùng nhìn cho em ạ. Mỗi một cái chậu lan quân tử như này, lá căng đẹp mỡ màng và cây rất là to luôn ạ. Cái cần hoa của nó cũng vậy cô chú anh chị nhìn ạ. Những cái bông hoa khi mà nở rất là to và cực thơm luôn nhé. Một cái chậu hoàng tử áo trắng như vậy em bán là 130.000 cho một chậu. Tiếp sang bên này đây ạ, thì em có cái chậu dáng hương đuôi sóc ạ. Dáng hương đuôi sóc này, một cái chậu khá là nhiều cây như thế này, với giá em bán chỉ có 130.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. Rồi ạ, bên này đây thì em có một cái rề kiều vàng cực đẹp luôn ạ. Cái rề này mà cô chú anh chị mà lên giò khi mà nở hoa chắc chắn là một cái tác phẩm tuyệt vời ạ. Em bán cái rề kiều vàng này với giá là 140.000 cô chú anh chị nhé. Và một cái phần đai châu rất là xinh ạ. Một phần đai châu rất là xinh mà trong đó có lẫn cả 10 cây châu Thái nữa này. Phần này thì em bán chỉ với giá có 70.000 thôi. 70.000 thôi, về cô chú anh chị có thể ghép lên những cái trụ. Được một cái trụ rất là xinh rồi. 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cây cô chú anh chị ạ. 11 cây đai châu xinh như vậy với giá chỉ có 70.000 nhá. Rồi tiếp sang bên này đây ạ. Sang bên này đây thì em có những cái chậu lan quế tím. Cái dòng quế tím này thì hoa của nó có thể sánh với hoàng nhạn. 140 cho một kiểu chậu quế tím ạ. Và bên này đây là những cái chậu hỏa hoàng cam ạ. Nhỏ bé nhưng mà rất là có võ luôn, với sắc hoa cam lửa. Em bán với giá là 100.000 cho một chậu hỏa hoàng cam này. Tiếp sang bên này đây thì em có những cái giò đen rô xuân. Cô chú anh chị cùng nhìn cho em ạ. Những cái đài giò đen rô xuân rất là rực rỡ luôn như thế này. Đó. Một cái chậu giò là khá là nhiều thân đen đô xuân và đang lên mầm gốc cực đẹp như thế này. Về cô chú anh chị vừa được thưởng thức hoa, vừa được một cây lan để cô chú anh chị làm giống luôn nhé. Chú anh chị nhé, sẽ có những cái bông hoa đen đô xuân nó tím đậm như thế này ạ. Và cũng sẽ có những cái bông hoa nó sẽ nhạt màu hơn như thế này. Thì một cái giò đen đô xuân nhiều thân, mỗi một thân nó sẽ cao khoảng tầm 30 cho đến 45-50 cm đổ lại ạ. Thì một chậu như vậy em bán có 130.000 thôi ạ. Em dám khẳng định rằng khi cô chú anh chị trưng những giò đen đô xuân này trong phòng khách ạ, hay là bàn làm việc, sẽ tạo ra một cái không gian rất là rực rỡ cho cái không gian của mình đúng không ạ? Ạ, những cái chậu lan rất là to và rất là nhiều thân như thế này này cô chú anh chị này, cực đẹp luôn ạ. Có 130.000 cho một chậu thôi nhá. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan vũ nữ lava. Một cái cây lan mà cái thân, cái bông hoa của nó cánh hoa mỏng manh, màu sắc đỏ, rất là nhẹ nhàng nhưng mà lại cực kỳ là bền hoa. Cái dòng lan vũ nữ lava này em bán với giá là 100.000 cho một giò vũ nữ lava cô chú anh chị nhé.
Sang bên này đây thì em có những cây đai châu Thái, cô chú anh chị nhìn cho em. Những cây đai châu Thái mà năm trước nó đã cho những cái, mỗi một cây đã cho tầm 1 cho đến 2 vòi hoa rồi. Và em bán một cây đai châu Thái như thế này với giá có 80.000 thôi ạ. Giá lẻ mà rẻ hơn cả giá sỉ luôn, cô chú anh chị nhá. 80.000 cho một cái cây đai châu Thái như vậy. Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan cát ạ. Đây là dòng lan cát mẹ ạ. Dòng lan cát mini ạ. Nói là mini nhưng bông hoa của nó cũng rất là to đấy cô chú anh chị nhá. Và cực thơm nữa ạ. Hàng này cho hoa quanh năm, cô chú anh chị có thể nhìn thấy có những cái chậu đang nụ này. Và mầm nó lại đang lên, và những cái mầm như thế này thì sau này nó sẽ cho hoa nhá cô chú anh chị nhá. Em bán một cái chậu như vậy với giá chỉ có 90.000 cho một giò thôi. Đấy, mầm lên rất là khỏe luôn. Đó. Cái màu sắc hoa đa số là màu cam rất là tươi và rất là đẹp luôn. Một cái chậu như vậy rất nhiều thân, 90.000 cho một giò thôi. Bên này đây thì em có những cái bảng kiều Thái ạ. Những bảng kiều Thái thì cô chú anh chị nào mà đã từng chơi lan kiều Thái thì biết rồi. Nếu như là kiều tím thì nó sẽ là tuyển chọn những cái bông kiều mà rất là tím đậm và rất là đẹp. Nói chung nó là một cái sự lai tạo giống từ những cái cây nó sẽ là mang nhiều những cái ưu thế, những cái ưu điểm tuyệt vời nhất ạ. Những cái chậu như thế này thôi nhưng khi mà cô chú anh chị trồng vào chậu giò ấy, cây phát triển to và rất là to nhanh luôn, cực sai bông cô chú anh chị ạ. Em bán một cái giò như vậy với giá là 110.000 cô chú anh chị nhá. 110.000 thì cái giò này thì em cũng không biết là cái màu sắc hoa của nó là tím hay là vàng hay là hồng nữa hay là trắng nữa cô chú anh chị ạ. Thì em bán là 110.000 cho một bảng kiều Thái này nhá. À, sang bên này đây sẽ là những cái chậu 5 cánh trắng HO ạ. Những cái chậu 5 cánh trắng HO này này, mỗi một cây như vậy sẽ là một thân, một chậu như vậy sẽ là một cái thân. Hàng này là hiển oanh, hàng chuẩn mặt bông cây giống của chú anh chị nhá. Nhiều em cũng phải khẳng định như vậy bởi vì là nhiều khi nó bán nó rẻ quá thì cô chú anh chị cứ nghĩ rằng là đây không phải là hàng chuẩn giống ạ, mà đây là dòng chuẩn 5 cánh trắng hiển oanh mà trước đây giá từng làm mưa làm gió với giá vài 7-8 triệu cho một sen ạ. Hiện tại một cái chậu như vậy cao từ 6-70 đến 1 mét, em xin phép bán chỉ có 150.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. Một cái dòng lan vừa đẹp thân lá mà cánh hoa thì khi mà nó nở hoa phải nói là một cái mặt bông rất là xuất sắc ạ. Và em nghĩ rằng là một cái cây lan hiện tại nó là một cái cây lan va mà hiện tại nó quá là rẻ và đẹp như vậy thì em nghĩ rằng nó cũng là một cái cây lan mà đáng thưởng thức cho những người mà gọi là yêu thích những cái mặt hoa của cây lan rừng ạ. Sang bên này đây thì em có những cây 5 cánh trắng Phú Thọ cô chú anh chị nhá. Hàng này thì bao chuẩn mặt bông cây giống, không phải lan tăn vấn đề gì luôn rồi ạ. Nụ xanh biêng biếc như thế này cô chú anh chị này, sai hoa chi chít luôn. Đấy, 5 cánh trắng Phú Thọ cô chú anh chị nhá. Với cái giá cực rẻ luôn để cô chú anh chị có thể sở hữu ngay những chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Về để thưởng thức hoa em xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị này. Thưởng thức hoa và làm cây giống luôn. Đây là những cây lan mà nó vừa khỏe, hoa rất là sai một cách tự nhiên ạ. Chậu Phú Thọ này em gọi là cái chậu số 30 cô chú anh chị nhá. Chậu Phú Thọ 30, một cái thân hoa, một cái thân đang nụ hoa để về cô chú anh chị ngắm hoa luôn. Và hai cái thân mà đang mầm rất là đẹp luôn như thế này. Với giá em bán chỉ có 140.000 cho cái giò này thôi ạ. Đó, 140.000 cô chú anh chị sở hữu ngay một cái chậu lan Phú Thọ rất là đẹp như thế này. Sang hình tiếp theo sẽ là hình 31 ạ. Một cái chậu 31 này thì các mầm gốc rất đẹp, cả ba thân đều là do đang cho nụ cho hoa cô chú anh chị nhá. Và cái giò này em xin phép bán 160.000. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 32. Chậu 32 một chậu mầm gốc đi ngọn vô cùng tuyệt vời, với cả một cái thân đang nụ hoa và có ngay cả chi ki trên thân như này. Cái giò này em bán với giá là 120.000 cô chú anh chị. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 33. Cái chậu 33 là một cái chậu hai thân hoa này cô chú anh chị này. Hai thân hoa và hai mầm gốc. Thì trong đó có một cái thân rất sai hoa, có một cái thân thì lại ưu điểm là nhiều ki của cô chú anh chị nhân giống. Cái chậu này em bán với giá là 150.000 cô chú anh chị nhé. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 34 ạ. Cái chậu 34 này cũng là một cái chậu vừa có nụ này, có những cái thân thì lại nhiều ki như vậy. Và mầm gốc nhé của chú anh chị, em bán cái chậu này với giá 140 ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình 35. Cái chậu này sẽ là một cái chậu mà cả hai thân cực nhiều nụ luôn ở đây ạ. Và cái giò này mầm gốc cũng rất là đẹp. Em bán cái chậu này ạ với giá là 150.000. 150.000 để cô chú anh chị sở hữu một cái chậu 5 cánh trắng Phú Thọ huyền thoại đấy ạ. Và sang bên này đây sẽ là cái chậu 36 ạ. Chậu 36 thì cái chậu này có hai thân hoa, mầm gốc này, ki này, mập nú luôn. Cái chậu này em cũng bán với giá là 160.000. Và tiếp theo sẽ là cái chậu số 37 ạ. 37 cũng là một cái chậu Phú Thọ hai thân.
Đấy, một thân thì nhiều nụ và một thân nhiều ki. Cái giò này em bán với giá 140 thôi cô chú anh chị nhé. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 38. Cái chậu này là có 3 thân này, một có 3 thân cô chú anh chị ạ. Một thân có nụ, một thân rất nhiều ki mập nù và mầm gốc ở đây. Cái chậu này em bán với giá là 150.000. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu 39. Chậu này ạ. Chậu này cũng hai thân ạ, mầm gốc này và rất nhiều hoa nhiều ki như vậy, em bán chậu này 150.000. Và hình số 40, 160.000 cho cái chậu này. Đó, có 3 thân cô chú anh chị nhá. Đây này, có 3 thân, trong đó hai thân đang nụ, một thân thì có ki và mầm gốc lên rất là xanh đẹp luôn. 160. Tiếp theo là hình 41 ạ. Cái chậu 41 này có hai thân này, 3 thân như vậy và lên mầm gốc rất khỏe luôn. À, vừa nụ vừa ki luôn, em bán với giá 160.000. Rồi ạ, sang bên này đây cuối cùng sẽ là một cái chậu phi điệp 42, là một cái chậu phi điệp mà phải nói là bình thường cô chú anh chị mà chơi lan thì biết rồi, cái tầm buổi tối như vậy là những cái bông hoa phi điệp nó sẽ cụp hết cánh đúng không ạ? Cụp hết cánh ạ. Cái bông hoa này thì vừa rồi nó nở mà em để vài trận mưa nên là nhìn cái lưỡi của nó bị xước đi, nhưng cô chú anh chị có thể thấy là đây là một cái cây hoa mà gần như là bay. À, bay 24 giờ luôn, người ta nói là bay 24 giờ luôn cô chú anh chị nhá. Và một cái chậu phi điệp tím này thì thực ra là hôm qua em bán và có khách chốt rồi, nhưng mà người ta đi công tác nên là không nhận được hàng. Cô chú anh chị nào muốn sưu tầm cái mặt bông phi điệp tím vùng Cao Bằng với cánh bay 24 giờ rất là đẹp như thế này. Đó, một cái thân này thì hình như là chưa nở, hình như đang nụ, chuẩn bị nụ sao cô chú anh chị. Em bán giò này với giá là 120.000 nhé cô chú anh chị nhá. Sang bên này đây sẽ là dòng vũ nữ sô cô la baby ạ. Với cần hoa nó sẽ dài cả mét và phân vô cùng nhiều nhánh luôn cô chú anh chị này, phân rất nhiều nhánh ạ. Và một cái chậu phụ nữ sô cô la, nhiều cô chú anh chị thấy là dòng phụ nữ sô cô la này này, đây là một cái cây mà thân nó rất là khủng nên cần hoa của nó đảm bảo cực kỳ là to. Phụ nữ sô cô la này thì em thấy là em bán khá là lâu và thấy là cũng có mấy cái kiểu, hai cái kiểu cây, một cái kiểu cây mà thân nó nhỏ ấy, hoa nó rất là thấp, nhưng mà cái cây này thì củ to và hoa nó sẽ rất là dài và phân cực nhiều nhánh như thế này ạ. Một cái chậu phụ nữ sô cô la như vậy em bán là 180.000. Em có những chậu mà nó cũng vừa mới nhú nụ này, có những chậu nụ nó đã cao vút như thế này rồi, vô cùng thơm luôn khi nở hoa. Sang bên này đây sẽ là dòng vũ nữ cam lửa ạ. Đẹp, một cái chậu cam lửa rất nhiều thân như thế này, hay còn gọi là vũ nữ mèo cam, cũng có với những cái thân bự tràng rất là to, rất là mập khỏe như vậy đấy ạ. Em bán với giá 180.000. Những chậu này mà khi mà ra hoa thì thực sự tuyệt vời luôn. Thì em có những cái chậu mà đây nó đang có nụ rồi, à không, những nụ này bị gãy rồi. À, em bán với giá là 180.000 cho một giò cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây thì nhiều những cái dòng hàng lan đẹp ạ, những cây dáng hương đuôi cáo đang nụ tuyệt vời của vùng Cao Bằng, những cái giò hoàng nhạn đang nụ ạ. Sẽ thêm rất là nhiều những cái phần lan đẹp nữa mà em đã chia ra theo từng hình rồi, để cô chú anh chị có thể lựa chọn. Em xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị nhé. Đầu tiên sẽ là những hình quế lan hương ạ, chuẩn bị đến mùa quế lan hương rồi ạ. Hiện tại đang là vào gần vào giữa tháng 5 rồi, cô chú anh chị nhìn cho em một nhành quế như vậy thôi, khi mà nở hoa cũng rất là tuyệt diệu như thế này rồi cô chú anh chị nhá. Những bông quế trắng tháng 8 ạ. Thì ở đây em có cái hình này. Nói chung là dòng quế thì kể cả những cây thẳng hay là những cây cong thì đều mang một cái vẻ đẹp riêng rất là quyến rũ, tuyệt vời và siêu thơm, cô chú anh chị biết rồi ạ. Những bông quế trắng đẹp mà mùi hương thơm tuyệt diệu luôn ạ. Ta gọi là đệ nhất hương đấy ạ. Thì ở đây em có cái hình này gọi là hình quế lan hương số 1 cô chú anh chị này. Hình quế lan hương số 1 ở đây sẽ là 5 ngọn quế rất là to, rất xếp cực đẹp luôn. Em bán với giá cái hình này sẽ là 300.000 cô chú anh chị nhé. Hình tiếp theo sẽ là hình số 2 ạ. Hình số 2 này thì em có một cái rề quế thế cây cong này cô chú anh chị, thế mẹ con ạ. Và thêm mấy ngọn này lá căng mỡ màng luôn ạ. Hứa hẹn sẽ cho cô chú anh chị một giò quế cực đẹp. Giá em bán là 250.000. Và hình tiếp theo sẽ là cái hình số 3. Một cái ngọn quế mà chất lá rất là đẹp luôn, có một cái ngọn này bị gãy này, ngọn bên dưới này bị bội lỗi lá ở đây. Em bán hình này với giá chỉ có 100.000. Nói chung là cây này về cô chú anh chị chăm thì sau này sẽ là một cái giò lan mà có thân lá đẹp nhá. Hình tiếp theo sẽ là hình số 4. Cái hình số 4 này thì em bán cái hình này với giá sẽ là 200.000 cho hai ngọn quế xếp lá xếp rất là xinh ở đây. Và tiếp sang bên này đây thì em có những giò hoàng nhạn ạ. Hoàng nhạn hôm nay em còn có một số chậu này thì em bình thường em bán từ 340 cho đến 380. Thì hiện tại thì em còn có những cái giò này cũng rất là đẹp cô chú anh chị nhá. Không phải là không đẹp, hôm nay em sẽ bán giảm giá nhẹ.
cô chú anh chị mình sưu tầm những cây nhạn rừng ạ, những cây hoàng nhạn rừng. Hiện tại thì năm nay em thấy là nhạn rừng để bán hàng cân thì cũng rất là ít mà giá cực đắt luôn cô chú anh chị ạ. Mà nếu mà cô chú anh chị mà lấy hàng rừng về thì thứ nhất là dập nhiều lá này. Những cây to một chút xíu sẽ dập rất là dập lá luôn, và để có được một cái nhỏ giò nhạn mà thân lá đẹp như thế này ạ thì cũng sẽ rất là khó luôn cô chú anh chị nhé. Em bán cái chậu hoàng nhạn này em gọi là cái hình số 37 à 17 ạ. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 340.000 ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 18. Hình số 18 này em cũng sẽ bán với giá là 340.000 cô chú anh chị. Tất cả những cái giò này đều đang có nụ nhé. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 19 ạ. Cái chậu hoàng nhạn số 19 này xin phép được bán với giá là 320.000. Và hình số 20 ạ. 20 đây sẽ là một cái giò hoàng nhạn em bán là 340.000 ạ. Và hình số 21, một cái giò hoàng nhạn cực đẹp luôn cô chú anh chị. Lá mỡ màng rất là đẹp luôn. Đấy, đang có nụ. Cái giò này em xin phép được bán với giá sẽ là 350.000 cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây sẽ là hình số 22 ạ. Hình số 22 này là một cái giò cáo dáng hương đuôi cáo. Cái giò dáng hương đuôi cáo đầy tiềm năng luôn. Cái giò mà dân người ta trồng trên cái một cái giá thể như đâu là gỗ nghiến đấy cô chú anh chị. Rất là nặng luôn. Cây này em gọi là tiềm năng bởi vì cây lá xếp đứng cô chú anh chị nhé. Lá xếp đứng, cây này có hai cần hoa. Dân người ta không được chăm sóc, không chăm sóc kỹ nên là cái lá của nó không có được đẹp cô chú anh chị ạ. Chứ còn thực ra thì nhìn cái chậu cáo này thì cô chú anh chị biết rồi, đều là những cây cáo lá xếp mà chất cực đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Cây này cô chú anh chị về chăm thì cho những tác phẩm tuyệt vời. Cái giò cáo này thì có 4 ngọn lá xếp vip như vậy nhá và hai cái cần hoa. Em xin phép được bán với giá là 270.000 cho giò dáng hương đuôi cáo này ạ. 270.000 xếp cực đẹp luôn nhá. Hình tiếp theo sẽ là cái hình số 23. Một cái chậu cáo, ôi trời ơi, cái nụ hoa rất là dài luôn. Một chậu cáo hai ngọn mà có hai cần hoa dài và rất là đẹp luôn ở đây. Xin phép em bán với giá là 150.000 và 160.000 cho giò cáo này. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 24. Cái giò cáo này cũng là ba đầu ngọn này. Ba đầu ngọn đang có nụ ở đây, em cũng bán là 160.000 nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 25. Cái giò này cũng là một cái giò cáo mà có ba đầu ngọn, mà cả ba cây này thì đều đang nụ, nhưng mà nụ này thì biết là cây ruồi vàng hay là con gì nó chích vào nên là nó yếu nụ. Em bán cái giò này 200.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 26, mối chậu cáo dáng hương đuôi cáo. Cái giò này thì có 4 cây và hình như đâu là có ít nhất là 3 nụ rồi. Em bán cái giò này với giá sẽ là 250.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 27 ạ. Cái giò cáo 27 cô chú anh chị này. Những cái giò cáo này về cô chú anh chị mà chăm sóc thì sẽ sau này nó sẽ là những cây cáo mình phải nói là thân lá nó rất là đẹp khi mà mình chăm sóc được ạ. Cái giò cáo này em bán với giá 240.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 28. Cái chậu dáng hương đuôi cáo này em xin phép được bán là 250.000 cô chú anh chị nhé. Cái hàng này thì em vừa thuần được 1 năm thôi nên là lá của nó chưa những cái lá mới, nó chủ yếu là còn rất là nhiều những cái lá ở trên rừng về ạ. Cái lá mới nó chưa mọc nhiều nên là nó nhìn chưa được mướt mắt. Đấy. Nhưng mà cây thì rất là khỏe và nhiều nụ như vậy, 250.000 cho chậu 28 nhé. Và em khẳng định cô chú anh chị rằng những cái trò giò như thế này mà nơi khác người ta bán chắc chắn không dưới 300 cho một giò. Tiếp theo sẽ là cái hình này cũng có ba vòi nụ rất là đẹp ở đây ạ. Cái giò cáo này em gọi là cái hình số 28 của chú anh chị nhé. Chậu 28 này em cũng bán với giá là 250.000. Bên này sẽ là những cái phần đùi gà thì đùi gà em có bán hàng cân bên kia, hoặc cô chú anh chị mình chọn theo hình này cho em nếu như cô chú anh chị nào kỹ càng. Thì ở đây em có cái hình này em gọi là cái hình số 5, có 80.000 cho một cái lô gà như vậy thôi ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình số 6, một cái lô gà cực đẹp luôn ạ. Đây ạ. Thân đều tăm tắp, xanh mướt rất đẹp như thế này với giá 100.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 7, 90.000. Và hình số 8 này với giá là 120.000, thân rất là dài luôn. Hình số 9, 80.000 ạ. Nói chung là cái mùa này cây vừa mới nở hoa, ra hoa xong ấy. Nên là bắt đầu lên mầm mới và lá của những cái cây mà nó ra hoa như này bắt đầu sẽ rụng này cô chú anh chị này. Đó. Sẽ lên mầm rất nhiều luôn đây cô chú anh chị này. Đẹp. Rất đẹp luôn cô chú anh chị ạ.
Hình tiếp theo sẽ là hình số 9, 80.000 ạ. Hình số 10 cũng với giá 80.000. À, ôi trời ơi, đẹp quá là đẹp mà có 80.000 bạc cho cái một cái lô gà như vậy. Tiếp theo sẽ là hình số 11 ạ. Cái lô gà này em bán 90.000 này. Và hình số 12 cũng sẽ là đẹp quá cô chú anh chị ạ. 100.000 cho cái lô này ạ. Và hình số 13, 120.000, thân rất là dài, nguyên một dề luôn. Hình số 14, hai dề này em bán là 100.000. Và hình số 15. Số 15 cô chú anh chị nhá. Hình số 15 này. Hình số 15 này em bán với giá là 120.000. Hình số 16 cũng sẽ là 100.000 đấy ạ. Bên này thì em có rất là nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan ạ. Vỏ thông này, đủ size luôn nhé. 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong kg rêu rừng ạ. 1 kg siêu nhiều luôn, bởi vì rêu này đã phơi rất là khô và 50.000 trong kg. Bên này đây thì em có các chế phẩm này. Duy xanh 50.000 và duy đỏ sẽ là 60.000 ạ. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp nhé. Atomic 12.000 cho một gói ạ. Và cái dưỡng chất AB phải nói là một cái loại siêu thần thánh trong việc kích mầm cô chú anh chị ạ. Với giá em bán là 80.000 cho một cái lọ dưỡng chất AB này cô chú anh chị nhé. Em nói là siêu thần thánh bởi vì nó sẽ kích được bất cứ cái mầm, nó gọi là mầm chai, mầm khó lên nào. Chỉ cần dùng tăm bông cô chú anh chị chấm thôi. Đó, thì cái dưỡng chất AB này chỉ dùng tăm bông thôi cô chú anh chị nhé. Một lọ như thế này thôi cô chú anh chị thoải mái dùng cho em cả một năm không hết luôn cô chú anh chị ạ. Bên này đây thì em có xúc cơ thai, hóc môn tăng trưởng với giá là 50.000 cho một lọ. B1 thái 40.000 cho một lọ. B12 giải độc cho cây với giá 30.000 cho một lọ. Siêu da rễ N3M với giá 30.000 cho một lọ. Liền da mỹ tiến 40.000 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000 nhé. B12 giải độc cho cây với giá 30.000 cho một lọ. 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 cho một lọ. 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho một lọ. Cắt tan đặc trị thối nhũn 40.000 cho một lọ. Kin Kin Bun ạ, đặc cũng là đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói nhé. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 cho một túi thôi. Dây buộc lan chiều dài 100m, dao cắt kèm theo vô cùng tiện dụng 35.000 cho một cuộn. Và bên này em có hôm nay em về phân trùng quế nguyên chất dòng cao cấp của chị nhé, đã khẳng định thương hiệu rồi, biết là chất lượng tuyệt vời, bán trên thị trường rất là lâu năm, khẳng định thương hiệu rồi, em bán 35.000 cho một túi 1 kg. Bên này một cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân trâu, đỗ tương, đã ủ men vi sinh, ủ kháng nấm trong một xin 2 tháng. Sản phẩm này em bán 35.000 cho một túi. Một cái sản phẩm mà cô chú anh chị nào đã từng sử dụng rồi chắc chắn đều thấy được nó là một cái sản phẩm vô cùng hoàn hảo, bởi vì ngoài phân trâu thì nó còn có cả dịch chuối và đỗ tương nữa ạ, nên là sẽ cung cấp cái giá trị dinh dưỡng rất là tối ưu ạ. Ngoài ra nó cực kỳ là lành tính cô chú anh chị nhé, thoải mái bón, thoải mái trộn với cả giá thể mà không sợ đen đầu rễ. Và ngay cả cô chú anh chị những người mới bắt đầu tập chơi lan thôi ạ, thì cái phân bón này cô chú anh chị cứ thoải mái bón giúp em, không sợ bị ảnh hưởng như những nhiều dòng phân bón khác. Bên này em vẫn có sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lan và dạng nhỏ giọt nhé. Một lọ như vậy em bán là 40.000. Và hôm nay thì em vẫn có những cái mật ong khoái cô chú anh chị ạ. Mật ong khoái nguyên tổ. Cái mùa này là mùa mật ong là mùa chất lượng nhất cô chú anh chị nhé. Mùa tháng 7, tháng 8 thì nó sẽ không có chất lượng như là mùa ong mùa này. Bởi vì cái mật ong mùa này ạ là cái mùa xuân và nhiều cái loại hoa mà nó nở nhất ạ. Nên là cái mật ong tầm mùa này sẽ là cái mùa mật ong chất lượng nhất. Và mật ong nguyên tổ, mật ong nguyên tổ mà cô chú anh chị nào đã từng lấy mật ong nhà em rồi ạ thì biết rồi, vàng ươm luôn cô chú anh chị này, thơm ngon đến giọt cuối cùng luôn, vàng sánh ngon tuyệt vời luôn cô chú anh chị nhé. Em bán với giá là 230.000 cho 1 kg mật ong nguyên tổ này ạ. Dạ. Rất là ngon, rất là chất lượng luôn. Đấy, mật ong nguyên tổ cô chú anh chị nhé. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng mà hôm nay em đang có ạ. Và em xin phép dừng clip ở đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái clip bên cơ sở Lan Rừng và ủng hộ cho kênh Lan Rừng bên cơ sở nhà em ạ.